là một cái buổi mà xin muốn thông báo với các bạn là mình có buổi giao lưu uống cà phê ở Du Miên đang vào tháng 2 ngày 22 9 giờ sáng. Nếu các bạn là ở gần Du Miên hay là khu này hay là có thời gian rảnh, mời các bạn đến Du Miên để cùng chung vui với lại xem buổi uống cà phê giao lưu này nhé. Nếu các bạn mà đi được cho Đông Sương hay thì Đông Sương tiện để sắp xếp bàn nha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta đi vào để xem cái khu Du Miên này, cái quán cà phê nó đẹp nha các bạn nhé. Mời cùng đi với Đông Sương. Tuyệt vời, ngon lắm. Dạ. Chắc mình có bỏ tí rau vô không ha? Rồi qua bên Hải. Đây, xin chào cả nhà. Mình non sáng nay mình rất hân hạnh được cũng tập đây buổi sáng cùng anh chị lại xuống với lại bếp quán ba toàn và xin mời cả nhà nói cùng với lời cả nhà ơi. Đây rồi đã và con ngon các bạn. Ngon không anh? Ngon. Thôi chào cả nhà nha.